hay, xin mời cô ạ. Kính thưa thầy phó giáo sư tiến sĩ Phạm Đình Luyến, kính thưa dược sĩ Trần Thị Phương Mai, thì tiếp theo bài báo cáo của thạc sĩ Lê Ngọc Chanh về nguyên tắc tiêu chuẩn GSB trong cơ sở khám chữa bệnh, thì xin không làm mất thời gian của quý đồng nghiệp, xin được đi đến cái phần tiếp theo của nội dung ngày hôm nay. Sau khi được sự cho phép của chủ tọa là phó giáo sư Luyến và dược sĩ Mai, chủ đề báo cáo của tôi có tên gọi là quy trình phân phối bảo quản thuốc và một số lưu ý khi triển khai GSB để tránh thất thoát tại khoa dược của bệnh viện. Trước khi đi vào cái nội dung chính, đó là cái lưu ý để triển khai GSB để làm sao cho nó hoàn thiện cái quy trình phân phối bảo quản ở trong cái khoa dược của các bệnh viện, thì quý đồng nghiệp hãy cùng với tôi xem qua một cái chuỗi cung ứng thuốc và chúng ta sẽ hiểu cái lý do vì sao mà chúng ta cần phải quản lý cung ứng thuốc. Vậy thì trên màn hình của quý đồng nghiệp có thể thấy rằng chúng ta có một cái chuỗi cung ứng thuốc từ nơi bắt đầu của thuốc của chúng ta, cũng có nguyên liệu, hóa chất và thải dược, và trải qua một quá trình của cái chuỗi cung ứng thuốc thì chúng ta sẽ thấy rằng là thuốc sẽ phải được đảm bảo chất lượng tại mọi điểm trên cái quy trình này để có thể để được cái người tiêu dùng, cái khách hàng hay là bệnh nhân, người bệnh. Vậy thì trải qua một cái thời gian lịch sử thì đối với nước Việt Nam của chúng ta, thì quý vị có thể thấy rằng là chuỗi cung ứng thuốc của chúng ta khá là hoàn thiện với những cái chỗ chặn trên cái chuỗi cung ứng thuốc này, ngoài trừ cái nhà thuốc trực tuyến. Thì trải qua cái đợt dịch Covid vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng chúng ta có nên nghĩ đến một cái hình thức cái nhà thuốc trực tuyến có thể đảm bảo cho cái quá trình cung ứng thuốc của chúng ta nó được xuyên suốt trong mọi cái hoàn cảnh. Và tôi có thể được biết là đến nay thì cả cái hiệp hội về bán lẻ thuốc người ta cũng đang có rất là nhiều các cái động thái cũng như là động tác để có thể đưa cái nhà thuốc trực tuyến vào trở thành một cái điểm trên chuỗi cung ứng thuốc của Việt Nam. Vậy thì vì sao chúng ta phải quản lý cung ứng thuốc, và tại sao bệnh viện một trong những cái chỗ chặn đầu tiên trong cái chăm sóc sức khỏe của người bệnh thì cái việc đảm bảo chất lượng thuốc nó lại quan trọng như vậy? Vậy thì việc mà chúng ta quản lý cung ứng thuốc nó sẽ mang đến rất là nhiều lợi ích, nhưng đứng trước ở cái góc độ người bệnh thì chúng ta có thể thấy rằng là quản lý cung ứng thuốc nó sẽ tăng cái sự tiếp cận của người bệnh, của khách hàng, của người tiêu dùng đối với một mặt hàng rất là quan trọng trong chăm sóc sức khỏe của chúng ta, đó chính là thuốc. Đồng thời với một cái đất nước có cái nền kinh tế và cái mức chi tiêu bình quân đầu người dành cho thuốc nó chưa thực sự cao như vậy, thì nếu chúng ta quản lý cung ứng thuốc được tốt thì sẽ giảm tránh lãng phí và giúp cho cái chi tiêu cho thuốc của mỗi người là sẽ được hợp lý hơn. Vậy thì tại bệnh viện của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy rằng trong cái khoa dược của bệnh viện, trong cái khoa dược của các cái cơ sở khám chữa bệnh á, thì cái quản lý cung ứng thuốc nó được thể hiện rất là rõ nét qua một cái chu trình người ta gọi là chu trình quản lý cung ứng thuốc. Và chu trình này á, nó thì chúng ta sẽ thấy một cái điểm là cái vai trò của cái bộ phận quản lý dược, người dược sĩ làm ở quản lý dược nó rất là quan trọng. Nó có phần trong cái quá trình lựa chọn thuốc, ví dụ như chúng ta có thể thực hiện được các cái dự báo để chúng ta có thể làm ra được cái nhu cầu, từ đó xây dựng danh mục thuốc thật là tốt. Chúng ta có thể thực hiện các cái phân tích kinh tế dược để đảm bảo thuốc nó vừa hiệu quả điều trị, vừa an toàn hợp lý, nhưng là giá cả nó là phù hợp. Hoặc là người dược sĩ quản lý dược có thể tham gia vào các hoạt động, hoàn thiện các cái hoạt động trong cái quá trình mua sắm thuốc, ví dụ như là đấu thầu và ví dụ như là tồn kho. Hoặc là người dược sĩ quản lý dược vẫn tham gia được vào cái quá trình sử dụng thuốc thông qua các cái phân tích chỉ số sử dụng thuốc, hoặc là phân tích chi phí hiệu quả của thuốc, để đối tư đó có phần đưa đến một cái lựa chọn tối ưu cho người bệnh trong việc lựa chọn thuốc để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của người bệnh. Và với cái chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng rằng là vai trò của cái người dược sĩ quản lý dược, người dược sĩ nghiệp vụ dược lại một lần nữa được đề cao và được coi trọng thông qua cái việc đó là chúng ta làm thế nào đảm bảo quá trình phân phối ở trong trường hợp này rõ ràng nó chỉ là cấp phát và bảo quản thuốc nó được hiệu quả, nó được hợp lý và nó tránh thất thoát ở trong cả cái khoa dược của các bệnh viện là một điều cần đến sự đóng góp của rất nhiều các nhân viên y tế, trong đó có vai trò của những cái người dược sĩ quản lý
dược người, dược sĩ, nghiệp vụ dược. Vậy thì trong cái công tác về phân phối thuốc ở một khoa dược của bệnh viện thì chúng ta có thể thấy rằng cái quy trình thao tác là cái hoạt động nòng cốt và xương sống giúp cho cái quá trình cấp phát và bảo quản để nó tốt nhất và tránh thất thoát. Nói đến quy trình thao tác thì chắc có lẽ quý đồng nghiệp cũng đã nghe rất là nhiều để cái thuật ngữ là quy trình thao tác chuẩn, và quý đồng nghiệp chắc chắn cũng đã và sẽ thực hiện theo cái quy trình thao tác chuẩn tại cái đơn vị mà đồng nghiệp đang công tác. Bởi vì cái tầm quan trọng của quy trình thao tác chuẩn nó đã được xác định rất là rõ. Trong đó thì xin được nhắc lại ba cái quan cái vai trò cơ bản. Thứ nhất, đó là đảm bảo sự tuân thủ cả cái quy định, và đặc biệt là đối với cái cơ sở khám chữa bệnh, một cái nơi nó gắn liền với sức khỏe và tính mạng của người bệnh, thì việc đảm bảo sự tuân thủ cả quy định gần như là cái điều kiện đầu tiên là bắt buộc mà mỗi người nhân viên y tế, mỗi người dược sĩ đều phải nắm vững và phải thực hành một cách rất là trọn vẹn. Cái thứ hai nữa thì cả cái quy trình thao tác chuẩn nó sẽ giúp ra tạo ra được cái hiệu quả của công việc. Và đặc biệt là các chương trình thao tác chuẩn sẽ giúp ích rất là nhiều trong việc đào tạo nhân viên, không chỉ là đào tạo những cái người nhân viên mới mà nó còn có thể là đào tạo thường xuyên, đào tạo liên tục và luôn luôn đảm bảo cho mọi cái hoạt động ở trong cái khoa dược cũng như là hoạt động phân phối, cấp phát và bảo quản thuốc nó đúng với cái quy định, nó tuân thủ theo hướng dẫn và nhất quán trong thực hiện các cái hoạt động hành động cũng như là công việc của mình. Vậy thì đối với cái bảo quản và cấp phát thuốc tại tại cơ sở khám chữa bệnh thì chúng ta có thể thấy rằng là cái hệ thống quy trình thao tác chuẩn đã được cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể đây là Bộ Y tế đưa ra, và trên màn hình quý đồng có thể thấy trên đây là 12 cái quy trình mà tối thiểu phải có ở các cái cơ sở khám chữa bệnh. Trong đó có cái quy trình về nhập và kiểm tra thuốc này, bảo quản thuốc trong kho này, kiểm tra theo dõi chất lượng thuốc này, vệ sinh, kiểm tra bảo trì bảo dưỡng thiết bị bảo quản, kiểm tra mối mọt côn trùng các loại gầm nhiễm trong kho, xử lý thuốc bị hư hỏng đổ vỡ, theo dõi ghi chép điều kiện bảo quản, quy trình cấp phát, quy trình tiếp nhận và xử lý thuốc trả về, quy trình biệt trừ và quy trình định kỳ đối chiếu thuốc trong kho. Vậy thì rõ ràng nếu như mỗi cái cơ sở khám chữa bệnh mà nếu như chúng ta hoàn thiện được cái quy trình thao tác chuẩn thì tôi tin chắc rằng hoạt động cấp phát bảo quản của các cơ sở khám chữa bệnh sẽ rất là chuẩn mực và chắc chắn rằng nó sẽ tránh thất thoát. Điều đó là lẽ dĩ nhiên. Điều đó một lần nữa thì tôi muốn nhấn mạnh ở đây rằng đó là đối với cái phân phối trong chuỗi quy trình cung ứng thuốc của bệnh viện gồm có lựa chọn, mua sắm, phân phối và sử dụng, thì đối với cái phân phối là cái trọng tâm nó nằm ở cả cái quy trình thao tác chuẩn. Do đó thì chúng ta hãy ra soát điều chỉnh lại các quy trình thao tác chuẩn tại cái cơ sở khám chữa bệnh của chúng ta liên quan đến phân phối thuốc để đảm bảo rằng nó vừa sát với thực tế, nó vừa có thể giúp cho nhân viên dễ dàng thao tác thực hiện, nhưng đồng thời nó phải đảm bảo được các quy định. Thông thường thì tôi biết chắc chắn rằng các cái cơ sở khám chữa bệnh chúng ta hiện nay đều có các cái quy trình thao tác chuẩn, nhưng mà nếu như chúng ta nhìn nhận một cách thẳng thắn, trung thực và rõ ràng thì chúng ta sẽ thấy rằng là cả cái quy trình thao tác chuẩn hiện nay nó chỉ dừng lại ở mức có và để đó, chứ thực sự thì nó để nó phục vụ tối đa và hiệu quả nhất cho cái hoạt động của chúng ta hàng ngày thì có lẽ rất là cần sự đồng thuận, cũng như rất cần sự đồng ý, cũng như là rất cần sự coi như là nâng cao cái nhận thức của các quý dược sĩ của chúng ta trong việc để hoàn thành cái quy trình thao tác chuẩn tại các cái hoạt động của khoa dược bệnh viện, trong đó có hoạt động về cấp phát và hoạt động về tồn trữ. Vậy thì xin được đi đến cái phần tiếp theo của cái báo cáo ngày hôm nay, đó là bảo quản theo RSP, tiếp nối theo một cái phần báo cáo rất là hay, rất là ý nghĩa của thạc sĩ Lê Ngọc Danh. Thì chúng ta đã được thạc sĩ Lê Ngọc Danh cung cấp các cái yêu cầu cũng như là các cái cơ sở pháp lý cũng như là các cái quy định liên quan đến GSB, trong đó có GSB của cơ sở khám chữa bệnh, cụ thể là theo phụ lục 4. Và chúng ta cũng đã biết được thông qua cái bài báo cáo của thạc sĩ Lê Ngọc Danh đó là chúng ta có một cái chuỗi những cái mắt xích với nhau.
Và nếu như tính đến thì bảo quản và cấp phát nó là hai trong tám cái mắt xích cái vòng tròn này. Và nhưng thực tế mà nói là để làm được cái bảo quản và cái cấp phát nó đúng thì thực tế rằng tám cái mắt xích này phải được liên kết và phải làm được một cách rất là đồng bộ, giống như một cái câu kết bài của thạc sĩ Lê Ngọc Danh, đó là chỉ cần một cái lỗ nhỏ thì nó cũng có thể làm đắm một cái con thuyền lớn. Do đó nếu như chúng ta chỉ tập trung vào bảo quản và cấp phát mà chúng ta bỏ qua tất cả những cái khác của GSB thì nó cũng không còn gọi là GSB nữa. Và GSB nó chỉ được gọi là GSB khi nào? Khi nó đồng bộ tất cả các hoạt động cơ bản gồm có nhân sự, nhà xưởng trang thiết bị, bảo quản, nhập hàng, cấp phát, hồ sơ tài liệu, thuộc trả về, thuộc thu hồi và một hoạt động từ thanh tra. Liên quan đến cấp phát và bảo quản thuốc, ngày hôm nay thì phần trọng tâm của tôi xin được nhắm vào cái phần số 3, đó là phần bảo quản. Tuy nhiên tôi cũng xin được một chút thời gian của quý đồng nghiệp để nói về các cái việc mà khoa dược của chúng ta nên làm, nên chuẩn bị để có thể quá trình thực hiện theo GSP và quá trình hậu kiểm để đã, sau khi chúng ta thông báo đáp ứng GSP nó được tốt, thì xin được nói một chút về nhân sự, về nhà xưởng trang thiết bị, về hồ sơ tài liệu, về các cái phần còn lại của GSB và kết bài ngày hôm nay, đó chỉ là phần bảo quản. Vậy thì đối với phần nhân sự thì việc cần làm của chúng ta đó là gì? Đó là qua cái phần báo cáo của thạc sĩ Lê Ngọc Anh thì chúng ta đã thấy rằng đối với nhân sự theo GSB chúng ta có ba cái yêu cầu tiêu chuẩn cơ bản. Thứ nhất là về trình độ kinh nghiệm, thứ hai là đào tạo và thứ ba là các cái yêu cầu khác. Vậy thì làm thế nào để ở khoa dược của chúng ta có thể biết được rằng chúng ta đã đáp ứng được các cái tiêu chuẩn này rồi, chúng ta đã đáp ứng được trình độ kinh nghiệm của các cái nhân viên làm việc ở trong kho CSV. Làm thế nào để chúng ta mà biết được rằng là nhân viên ở trong kho của chúng ta đã được đào tạo đúng, và các cái yêu cầu khác, làm thế nào để chúng ta có thể biết được rằng là đã được đạt tiêu chuẩn. Và khi có một cái đoàn của Sở Y tế, ví dụ như là Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đến bệnh viện của chúng ta, và lúc đó Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu là chúng ta hãy chứng minh rằng nhân sự của chúng ta đáp ứng được trình độ kinh nghiệm đào tạo và yêu cầu khác, thì rõ ràng lúc này chúng ta cần phải vừa trình bày mà chúng ta cũng phải vừa chứng minh được bằng cả cái minh chứng để chứng minh được rằng là chúng ta đáp ứng được trình độ kinh nghiệm đào tạo và các yêu cầu khác. Vậy thì xin được đề xuất quý đồng nghiệp một cái cách để chúng ta có thể chuẩn bị các cái việc mà chúng ta có thể làm để chúng ta có thể biết được và chúng ta có thể tin chắc rằng và chúng ta chuẩn bị sẵn được cái minh chứng khi chúng ta được yêu cầu chứng minh. Vậy thì đối với phần nhân sự thì chúng ta có thể phải có những cái hồ sơ tài liệu cũng như là cả cái minh chứng sau đây. Thứ nhất là chúng ta cần phải xem xét là cái sơ đồ tổ chức, cái này chắc chắn là khoa dược nào cũng có, nhưng mà tôi chỉ xin dùng cái từ là xem xét lại sơ đồ tổ chức, và trong đó đó chúng ta cần phải thấy rõ được cái sơ đồ tổ chức của kho của chúng ta. Rồi chúng ta sẽ phải có danh sách nhân sự và bản mô tả công việc của các cái vị trí ở trong kho. Và chúng ta nên có một cái gọi là bản về số lượng và trình độ nhân sự ở trong kho để chúng ta có thể hiểu được rằng là hiện nay chúng ta đang có bao nhiêu người, mỗi cái nhân sự đó đang thực hiện các cái nhiệm vụ công việc như thế nào, và với mà mỗi nhân sự như vậy thì trình độ nó ra làm sao, nó đáp ứng được cái hoạt động của kho hay là không, hay là đang còn phải kiêm nhiệm và đang đang còn phải gánh vác các cái công tác khác. Vậy thì khi mà kiêm nhiệm gánh vác công tác khác như vậy thì liệu rằng cái hoạt động bảo quản để đảm bảo rằng thuốc trong kho luôn đạt được chất lượng nó có đảm bảo hay là không, thì một lần nữa chúng ta có thể làm thông qua cái danh sách về số lượng và trình độ nhân sự của chúng ta, và để đã biết được rằng nhân sự của chúng ta trong kho được đào tạo theo đúng các yêu cầu của nhà nước liên quan đến GSP thì chúng ta nên có một cái hồ sơ đào tạo. Trong cái hồ sơ đào tạo đó thì cần phải thể hiện rõ các cái vấn đề, ví dụ như là chương trình đào tạo là gì, chương trình đào tạo này xin được lưu ý rằng phải là cả cái chương trình đào tạo nó phù hợp với GSB, chứ không phải là chương trình đào tạo nào cũng được cũng có, đương nhiên có thêm thì càng tốt, nhưng mà nó đầu tiên muốn thêm thì phải đạt trước cái đã. Vậy thì các chương trình đào tạo này sẽ gồm có những cái chương trình quan trọng, ví dụ như là chương trình được đào tạo về thực hành tốt bảo quản thuốc, các cái quy định luật pháp liên quan đến
công tác dược bệnh viện cũng như là công tác bảo quản thuốc, các cái quy trình thao tác chuẩn, các cái quy định về vệ sinh, các cái quy định về thuốc kiểm soát đặc biệt và các cái quy định về thuốc có tính nhạy cảm cao. Vậy thì ít nhất những cái chương trình đào tạo mà tôi vừa liệt kê trong trên đây thì phải có trong cái hồ sơ đào tạo. Với những cái chương trình này thì chứng minh được rằng là nhân viên ở trong kho sẽ có đủ cái kiến thức cũng như là kỹ năng để đáp ứng được các cái hoạt động về bảo quản thuốc theo GSB. Và đương nhiên chúng ta cần phải lưu giữ các cái thông tin, ví dụ như là ngày đào tạo, người đào tạo, những ai được đào tạo, kết quả đào tạo đã làm sao, và nếu tốt hơn nữa thì sẽ phải có các cái hồ sơ tài liệu đính kèm, giống ví dụ như là bài giảng, ví dụ như là bài kiểm tra, và ví dụ như là bảng điểm kết quả đào tạo, vân vân và vân vân. Thì một lần nữa thì cũng biết rằng là cái hoạt trong công tác chuyên môn ở các bệnh viện hiện nay nó rất là nặng nề, và cái quan trọng nhất là làm thế nào để người bệnh có thể có được cái chế độ chăm sóc cũng như là cái dịch vụ tốt nhất. Do đó những cái công tác này có thể là sẽ làm mất thêm cái thời gian của quỹ đồng nghiệp trong cái quá trình chăm sóc cho sức khỏe của bệnh nhân. Tuy nhiên nó thực sự là quan trọng để nó một lần nữa chúng ta nhìn lại xem là nhân sự của chúng ta đủ hay thiếu, đạt hay không đạt cái chất lượng, và có được đảm bảo là không được đào tạo liên quan đến GSB, để rồi từ đó mới có thể đảm bảo được cái chất lượng thuốc trong quá trình bảo quản. Vậy thì xin được qua xong cái phần thứ nhất, đó là những cái việc cần làm trong cái vấn đề nhân sự. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến cái việc cần làm ở trong cái vấn đề nhà xưởng và trang thiết bị. Thông thường thì nhà xưởng trang thiết bị của chúng ta thì chúng ta chỉ có một cái phương án mà gần như cả cái cơ sở khám chữa bệnh đều giống nhau, đó là chúng ta đều xuất phát từ một cái nền nhà xưởng và trang thiết bị cũ, và nếu như tốt hơn nữa thì chúng ta có thể được nâng cấp cải tạo lên nữa. Nhưng mà vấn đề đó là đặc biệt đó là đối với các cái cơ sở khám chữa bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh thì cái diện tích của chúng ta rất là nhỏ. Do đó thì kho đã từ trong cái trong một cái diện tích nhỏ chung như vậy thì chắc chắn là kho cũng không thể nào lớn hơn được. Do đó thì có lẽ là biết được cái vấn đề thực trạng này, do đó trong cái CSB có nói một cái câu rất là khó mà cũng rất là dễ cho chúng ta thực hiện, đó là diện tích đủ rộng để bảo quản và tồn trữ thuốc. Vì từ đủ rộng nó rất là một cái từ nó vừa khó mà vừa dễ, bởi vì nếu như mà chúng ta làm cách phiến phiến một cách để gọi là dễ dàng chúng ta chứng minh thì rõ ràng cái câu đủ rộng đó sẽ giúp ích cho chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà nếu như chúng ta làm một cách rất là bài bản, rất là rõ ràng á, thì có lẽ rằng là không có cái kho nào mà có thể đủ rộng để chứa đựng được thuốc với cái điều kiện diện tích nói chung tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta như thế này. Đương nhiên là ở các cái tỉnh thì có lẽ là tôi không được biết nhiều, nhưng cũng có thể là ở tỉnh thì diện tích của chúng ta sẽ rộng lớn hơn. Nhưng mà trên cái cơ sở chung á, thì tôi nghĩ rằng là phần lớn các cái kho để mà đủ rộng bảo quản được các cái thuốc ở trong kho thì rất là khó, rất là khó. Vậy thì lúc này thạc sĩ Danh có nói với chúng ta một cái cách, đó là chúng ta có thể tính các hệ số alpha, hệ số k, về hệ số sử dụng diện tích, hệ số thể tích ở trong kho. Nhưng mà cũng có thể là có một cái cách như thế này để quỹ đồng nghiệp có thể làm cái phép toán cộng trừ nhân chia ngay, và chúng ta sẽ biết được một cái thực trạng, đó là kho của chúng ta có đủ rộng để chứa thuốc của chúng ta hay là không. Ví dụ chúng ta chỉ cần dùng cái phần mềm mà kho, và chúng ta thấy được rằng là chúng ta sẽ có cái ba cái thông số cơ bản, đó là xuất, nhập và tồn. Vậy thì rõ ràng chúng ta sẽ có tồn theo ngày, tồn theo tuần, tồn theo tháng, tồn theo quỹ, vân vân và vân vân. Vậy thì nếu như chúng ta thấy được cái số liệu về tồn đó, thì chúng ta vẫn có thể làm một cái phép tính, gọi là phép tính nhanh, phép tính mạo về diện tích và thể tích của thuốc tồn ở trong kho của chúng ta. Diện tích và thể tích tồn của thuốc đó có thể theo ngày, có thể theo tuần, có thể theo tháng, có thể theo quý. Nhưng mà sau khi chúng ta có cái diện tích thực của thuốc, thể tích thực của thuốc mà chúng ta tồn đó, thì chúng ta sẽ đem so với diện tích và thể tích thực của kho của chúng ta, thì chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi liền là kho của chúng ta rộng hay không, đủ rộng, hẹp hay là quá hẹp để mà chúng ta bảo quản thuốc.
Vậy thì rõ ràng nếu như chúng ta trả lời được cái câu hỏi đó đó thì việc đầu tiên là chúng ta nhìn nhận thật vào cái diện tích và cái thể tích thực của kho của chúng ta, để rồi từ đó chúng ta có thể có các cái phương án khác làm sao mà đảm bảo được cái bảo quản thuốc ở trong kho, thay vì hiện nay chúng ta coi như là ngầm thừa thừa nhận rằng nó đủ rộng đó, thực ra là đủ rộng bằng cái niềm tin, bằng cái mà chúng ta cảm thấy rằng là đủ rộng để đáp ứng được cái quy định của nhà nước. Nhưng thực sự thì tôi nghĩ rằng nó không có rộng và nó đảm bảo được cái việc bảo quản thuốc ở trong kho. Do đó thì bằng một cái cách nào đó có thể chúng ta trích ra một chút thời gian để chúng ta xem xét lại cái vấn đề bảo quản thuốc trong kho thuốc của chúng ta, để rồi từ đó chúng ta có những cái biện pháp chúng ta đảm bảo được cái việc bảo quản thuốc trong kho. Ví dụ như chúng ta có thể xem xét lại cái đặt hàng của chúng ta có thể chia chu kỳ ra để đặt hàng và đảm bảo làm sao để cho hạ thuốc hàng về thuốc về ở trong kho của chúng ta đừng có đồng loạt mà nó phải có những cái thời điểm hợp lý, vân vân và vân vân. Nếu như chúng ta có một cái nhìn nhận thực tế thì tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ có cái giải pháp phù hợp cho cái vấn đề mà chúng ta vừa phát hiện. Liên quan đến nhà xưởng và trang thiết bị thì tôi nghĩ rằng hiện nay đối với cái bài toán về diện tích và thể tích của kho để làm sao chứng minh được kho đủ rộng là cái khó nhất mà chúng ta sẽ phải giải quyết. Còn là những cái vấn đề khác, ví dụ như là bản đồ sơ đồ bố trí các khu vực, rồi là danh sách thiết bị, rồi vệ sinh thiết bị và hệ thống máy tính để làm sao đảm bảo được kết nối cái trong các cái khu vực này, thì tôi nghĩ rằng các cái bệnh viện của chúng ta hiện nay chắc chắn sẽ thực hiện được và thực hiện rất là tốt. Nhưng mà ngoài trừ cái vấn đề về diện tích và thể tích đó, thì chúng ta nên cân nhắc để chúng ta làm lại cho nó có thể tốt hơn nữa cái hoạt động bảo quản thuốc của chúng ta. Tiếp tục thì xin đến phần việc cần làm trong cái hồ sơ tài liệu. Đối với hồ sơ tài liệu thì chúng ta sẽ có hai cái hồ sơ hệ thống hồ sơ khác nhau. Thứ nhất là hệ thống hồ sơ tài liệu tại kho và hệ thống hồ sơ lưu trữ bên ngoài kho. Thì hệ thống hồ sơ tài liệu tại kho chủ yếu tập trung vào các quy trình thao tác chuẩn. Và như lúc này thì tôi cũng đã giới thiệu đến quý đồng nghiệp cái 12 cái quy trình thao tác chuẩn chủ yếu của chúng ta. Và ngoài 12 cái quy trình đó ra thì cái quy trình nào nữa nó phù hợp và nó phục vụ cho cái công tác của chúng ta thì chúng ta cứ soạn thảo và ban hành và yêu cầu các nhân viên của chúng ta tuân thủ thôi. Tuy nhiên cả quý đồng nghiệp có thể xem xét lại một cái vấn đề như sau. Thông thường hiện nay chúng ta đã là đối với quy trình thao tác chuẩn đó, thì chúng ta hay lưu trữ ở dưới dạng là tài liệu bản cứng. Do đó thì chúng ta có thể tiến thêm một cái bước nữa, đó là chúng ta tải nó lên cái hệ thống tài liệu điện tử. Và tài liệu điện tử này thì nhân viên kho có thể xem được ở các cái phương tiện khác nhau, dễ dàng nhất có thể là tại các cái hệ thống máy vi tính tại nơi cái làm việc. Nhưng ngoài ra chúng ta cũng có thể xem xét được là nhân viên làm sao có thể xem được bằng điện thoại để người ta có thể truy xuất những cái thông tin vào mọi lúc mà người ta cần cách dễ dàng nhất để đảm bảo việc tuân thủ các quy trình thao tác chuẩn ha. Thì ngoài hồ sơ hệ thống tài liệu tại kho ra thì còn có các cái hệ thống lưu trữ bên ngoài kho mà nó có liên quan trực tiếp đối với các cái hoạt động ở trong kho, thì chúng ta cần có một cái phần ghi chú lại là chúng ta sẽ xem được các cái tài liệu này ở đâu và chúng ta thường mất mà bao nhiêu lâu để chúng ta có thể truy xuất được cái tài liệu này, để phòng những cái trường hợp cần thiết cấp bách mà chúng ta cần truy xuất tài liệu thì nó sẽ không làm mất thời gian và gián đoạn cái quá trình truy xuất thông tin cũng như là hoạt động của nhân viên tại kho thuốc. Ngoài ra thì các cái phần như là nhập hàng này, cấp phát này, thuốc bị trả về, thuốc bị thu hồi và từ thanh tra thì chúng ta có thể tham khảo ở cái phần mà thạc sĩ Lê Ngọc Danh vừa truyền tải cho chúng ta, cũng có thể chúng ta sẽ xem thêm ở trong phụ lục 4 của thông tư 36 để chúng ta có thể làm rõ hơn. Tuy nhiên những cái hoạt động như là nhập hàng này, cấp phát thuốc trả về, thuốc bị thu hồi thì tôi tin chắc rằng đây là hoạt động thường quy và các cái dược sĩ ở nghiệp vụ dược cũng như là dược sĩ ở quản lý dược khoa dược bệnh viện làm rất là tốt và rất là giỏi cái phần này. Tuy nhiên đối với cái hoạt động từ thanh tra đó, hoạt động từ thanh tra đó thì có lẽ rằng là không biết nói như thế này thì nó có đúng hay không, nhưng mà nếu như mà không đúng thì quý đồng nghiệp có thể
bỏ qua. Nhưng mà nếu nếu được thì quý đồng nghiệp nên coi lại. Thông thường thì tôi đã quan sát và để ý thấy rằng tại các cơ sở khám chữa bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay của chúng ta đó, thì chúng ta đều đã công bố đáp ứng GSP hết rồi, nhưng gần như chúng ta không làm hoạt động từ thanh tra. Do đó nếu như mà chúng ta chưa làm hoặc là chúng ta đã làm thì chúng ta nên làm. À, nếu chưa làm thì chúng ta nên tiến hành làm, và nếu như chúng ta đã làm thì chúng ta có thể tiến hành làm lại, bởi vì hoạt động từ thanh tra này là hoạt động rất là quan trọng và rất là cần thiết để chúng ta nhận ra được những cái vấn đề chúng ta cần khắc phục, và chúng ta càng ngày càng hoàn thiện hơn được cái quy trình phân phối cấp phát và bảo quản thuốc theo GSP của chúng ta. Nếu như chúng ta làm đúng cái quy định theo GSP thì rõ ràng cái việc bảo quản và việc cấp phát nó sẽ làm tốt, và như vậy thì chắc chắn là việc thất thoát mọi thứ nó sẽ không có xảy ra, mọi thứ sẽ không có xảy ra. Do đó nếu như chúng ta chưa làm hoặc chúng ta đã làm thì một lần nữa tôi đề nghị cả cái khoa dược bệnh viện xem xét và thực hiện cái hoạt động từ thanh tra một cách rất là bài bản nghiêm túc để hoàn thiện cái quy trình của chúng ta. Và bây giờ xin đi vào cái phần trọng tâm trong cái chuỗi mắt xích của GSP, đó là cái mắt xích về bảo quản thuốc. Vậy thì trong cái mục về bảo quản thuốc này có hai cái vấn đề chúng ta có thể lưu ý. Vấn đề thứ nhất đó là các sản phẩm hay là các thuốc nào đang được bảo quản tại kho của chúng ta, và cái thứ hai là điều kiện bảo quản như thế nào. Chúng ta theo dõi, chúng ta giám sát, chúng ta đánh giá độ đồng đều nhiệt đồ ra làm sao, và chúng ta hiểu chuẩn các thiết bị đó như thế nào. Vậy thì đối với phần đầu tiên đó là các sản phẩm được bảo quản, các thuốc mà được bảo quản, thì việc này xin được phép lướt qua luôn, bởi vì tôi cũng biết rằng là việc mà xây dựng cái danh mục thuốc này, việc sắp xếp ở thuốc tại các cái kho hiện nay chúng ta đang làm rất là tốt, và cái việc mà chúng ta biết được cái điều kiện bảo quản của từng thuốc chắc chắn đang các khoa dược của chúng ta cũng đang làm rất là tốt luôn rồi. Do đó thì cái phần này xin được phép đi qua luôn. Nhưng mà một cái điều mà hiện nay có lẽ là chúng ta sẽ rất là nhiều cái cơ sở khám chữa bệnh, rất là nhiều cái khoa dược, rất là nhiều quỹ đồng nghiệp quan tâm, đó chính là thẩm định độ đồng đều nhiệt độ, và đảm bảo được cái điều kiện bảo quản ở trong kho, cũng có điều kiện về nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng và mỗi mọt côn trùng. Thì trong bốn cái điều kiện cơ bản đó thì tôi cũng chỉ xin tập trung vào cái nhiệt độ và ẩm độ thôi, còn cái ánh sáng và mỗi mọt côn trùng thì xin phép được lướt qua luôn. Vậy thì liên quan đến cái vấn đề mà nhiệt độ và độ ẩm thì lúc này chúng ta đã nói có ba cái hoạt động cơ bản. Hoạt động thứ nhất đó hoạt động là theo dõi và giám sát. Hoạt động thứ hai là hoạt động đánh giá độ đồng đều, và hoạt động thứ ba đó là hoạt động hiệu chuẩn các thiết bị đo. Vậy thì bây giờ tôi xin được tập trung vào ba cái hoạt động này. Cái hoạt động đầu tiên là theo dõi và giám sát nhiệt ẩm độ, thì cái này không phải đến thông tư 36 mà trước thông tư 36, hoặc là đảm bảo các cái hoạt động hàng ngày thì chắc chắn đăng tài cái khoa dược chúng ta làm hiện nay rất là tốt rồi. Thông thường thì chúng ta sẽ tối thiểu là 2 lần trong ngày, và vào những cái thời điểm phù hợp đã được định trước. Phù hợp đã được định trước ở đây có nghĩa rằng là mỗi cơ sở khám chữa bệnh sẽ tự chọn ra cho mình cái thời điểm phù hợp, và mình phải xác định cái thời điểm này trước khi mình bắt đầu việc theo dõi, giám sát, kiểm tra và ghi chép điều kiện bảo quản. Cụ thể ở đây là nhiệt độ và ẩm độ. Thì thông thường tại thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta hay lựa chọn hai cái thời điểm, đó là thời điểm 9 giờ sáng và 15 giờ chiều. Thì này cái này nó cũng có cái lý do của nó, tại vì qua cái quá trình theo dõi cái nền nhiệt ẩm độ của thành phố Hồ Chí Minh thì thời điểm 9 đến 15 độ C vào mỗi ngày tại thành phố Hồ Chí Minh là thời điểm mà nhiệt độ dao động rất là lớn so với các cái thời điểm khác ở trong ngày. Do đó thì người ta sẽ chọn cái hai cái thời điểm là 9 đến 15 độ C, và các cái tỉnh thành khác ở Việt Nam thì cũng có lẽ là chọn cái cái thời điểm này, nhưng không có nghĩa rằng là bắt buộc phải là hai cái thời điểm này, mà chúng ta sẽ có quyền được chọn hai cái thời điểm phù hợp và chúng ta định trước hai cái thời điểm đó là được. Thì đó chính là kiểm tra, giám sát và theo dõi nhiệt độ đồ. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần đó là thẩm định độ đồng đều nhiệt độ. Thì thẩm định là gì? Kỹ thuật ngữ thẩm định á, nói đến thẩm định á, thì quý đồng nghiệp V có thể xem thêm ba cái thuật ngữ mà chúng ta rất thường xuyên nghe,
Vì thời gian có hạn của buổi ngày hôm nay thì xin được không được được làm sâu vào cái vấn đề này, đó là thuật ngữ về thẩm định, thuật ngữ thứ hai là kiểm định và thuật ngữ thứ ba là thuật ngữ về hiệu chuẩn. Thì ba cái thuật ngữ này này nó gặp rất xuyên suốt ở trong quá trình liên quan đến điều kiện bảo quản về nhiệt độ và độ ẩm. Vậy thẩm định nó là gì? Thẩm định nó được tạm hiểu rằng là nó là xem xét nhiệt ẩm đồ và đánh giá độ đồng đều nhiệt độ và cuối cùng đưa ra một cái kết luận, mà kết luận này phải mang tính pháp lý bằng văn bản về nhiệt ẩm đồ bảo quản trong kho của chúng ta và do một cái tổ chức hoặc là một cái cá nhân có chuyên môn nghiệp vụ thực hiện. Điều này có nghĩa là nếu như nói đến thẩm định điều kiện bảo quản cụ thể ở đây là ví dụ như là thẩm định nhiệt độ bảo quản đi, thì chúng ta cần phải xem xét nhiệt độ, sau đó chúng ta đánh giá được độ đồng đều về nhiệt độ và cuối cùng chúng ta phải ra được một báo cáo bằng văn bản mang tính pháp lý về nhiệt độ ở trong kho của chúng ta. Và việc thẩm định này có thể do cá nhân cũng có thể do tổ chức, nhưng cá nhân tổ chức này phải có chuyên môn về nghiệp vụ để thực hiện. Vậy thì thông thường thẩm định nhiệt độ tại kho dược của bệnh viện hiện nay có hai cái sự lựa chọn, hoặc là do chính nhân viên phù hợp tại khoa dược thực hiện, hoặc cũng có thể chúng ta thuê một cái đơn vị ở phía bên ngoài có cái chứng chỉ về thẩm định nhiệt độ để làm giúp cho chúng ta cái vấn đề đó. Thì miễn rằng có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp thì sẽ được được coi rằng là cái kết luận cuối cùng đó nó có giá trị, có giá trị. Thì đó là về thẩm định. Còn về kiểm định và về hiệu chuẩn thì hai cái này chúng ta cũng thường xuyên nghe. Vậy thì bây giờ giả sử tôi có một cái nhiệt kế để đo nhiệt độ. Vậy thì khi mà chúng ta sử dụng cái nhiệt kế đó thì chắc chắn rằng chúng ta đã sử dụng cái nhiệt kế phải là cái nhiệt kế được kiểm định. Vậy kiểm định tức là gì? Tức là cái việc làm cái hành động mà xem xét cái sự phù hợp của cái phương tiện đo, cụ thể ở đây là cái nhiệt độ xin lỗi của cái nhiệt kế với các yêu cầu pháp lý có đạt các cái chỉ tiêu về cái kỹ thuật hay là không, và cái kết quả kiểm định này phải do cái cơ quan nhà nước về đo lường hoặc là các cái cơ sở được ủy quyền kiểm định của nhà nước thực hiện. Vậy thì rõ ràng khi chúng ta mua một cái nhiệt kế ở cái khoa dược ở bệnh viện của chúng ta thì chắc chắn rằng cái nhiệt kế đó đã được dán cái tem kiểm định, và tiếp tục sau đó thì chúng ta sẽ đi tiến hành hiệu chuẩn. Vậy thì cái hiệu chuẩn cái thiết bị là gì? Là thiết lập mối tương quan giữa chuẩn đo lường và cái phương tiện đo lường, tức là ở đây là thiết lập mối tương quan giữa chuẩn nhiệt độ của chúng ta với cái nhiệt kế mà chúng ta đang sẽ dùng để đo nhiệt độ. Vậy thì hiệu chuẩn này có thể là bắt buộc mà cũng có thể là tự nguyện. Thông thường khi mà chúng ta mua cái nhiệt kế về cho khoa dược của chúng ta đó, quý đồng nghiệp, thì chắc chắn là cái nhiệt kế đó đã được kiểm định và đã được hiệu chuẩn rồi. Nhưng cũng có khi chúng ta cũng sẽ phải phải tiến hành hiệu chuẩn lại. Ví dụ như là khi sau khi chúng ta sửa chữa hoặc chúng ta bảo trì cái thiết bị đo của chúng ta, hoặc là trong cái quá trình chúng ta sử dụng mà có bất kỳ cái thay đổi nào nó ảnh hưởng đến thông số kỹ thuật của thiết bị, thì chúng ta cũng phải tiến hành hiệu chuẩn lại cái thiết bị của chúng ta. Vậy thì quá trình hiệu chuẩn như thế nào thì cũng xin phép một ít thời gian của quý đồng nghiệp để có thể hướng dẫn sơ qua, để rồi chúng ta có thể tự thực hiện hoặc là chúng ta cân nhắc đến việc thuê cái đơn vị dịch vụ bên ngoài thực hiện giúp công tác hiệu chuẩn cho chúng ta. Đối với cái nhiệt kế đó thì để mà hiệu chuẩn đó thì chúng ta cần phải biết được các cái điểm nhiệt được lựa chọn phải phủ được cái dải nhiệt độ cần đo, dải nhiệt độ cần đo. Ví dụ như là chúng ta đo mà tại kho của chúng ta là 15 đến 30 độ C, nhưng mà trong cái tủ mát đi thì nó là 2 đến 8 độ C, hoặc là các cái tủ bảo quản vaccine thì có cái nhiệt độ khác. Vậy thì nếu như chúng ta mua một cái nhiệt kế thì rất tốt hơn hết là chúng ta nên mua một cái nhiệt kế mà nó phủ được các cái dải nhiệt độ cần đo. Ví dụ như nó có thể sử dụng được trong cái bảo quản vaccine mà cũng có thể bảo quản mát, mà cũng có thể là bảo quản trong kho ở nhiệt độ thường. Thì cái nhiệt kế hiệu chuẩn đó đó phải phủ được cái dải nhiệt độ cần đo.
Và khi hiệu chuẩn thì phải ít nhất là hiệu chuẩn tại 3 điểm nhiệt độ, 3 điểm nhiệt độ. Thì thông thường người ta sẽ hiệu chuẩn tại cái điểm nhiệt độ thấp nhất, và điểm nhiệt độ cao nhất, và điểm nhiệt độ trung bình. Và kết quả hiệu chuẩn phải chỉ đạt được sự sai lệch trong kết quả đo của thiết bị và độ không đảm bảo đo của phép đo. Vậy thì đây là những cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý khi chúng ta tiến hành hiệu chuẩn một cái thiết bị đo. Cụ thể ở đây là một cái nhiệt kế. Sau khi chúng ta hiệu chuẩn tiến hành hiệu chuẩn xong rồi thì chúng ta cần phải biết được vậy thì chúng ta đọc cái kết quả hiệu chuẩn của cái thiết bị của chúng ta như thế nào, của cái nhiệt kế chúng ta như thế nào. Vậy thì nói đến cái công tác hiệu chuẩn đó thì quỹ đồng nghiệp cân nhắc bốn bốn cái điểm, bốn cái điểm nhiệt độ như sau. Thứ nhất đó là cái giá trị chuẩn tại điểm đo, và người ta ký hiệu là X lớp, có nghĩa rằng là ví dụ như trong kho của chúng ta hiện nay đang bảo quản ở nhiệt độ là 15 cho đến 30 độ C, chúng ta đang sử dụng máy điều hòa để chúng ta điều hòa cái không khí, và hiện nay điều hòa ở không khí ở của chúng ta đang bật ví dụ như là 16 độ C. Vậy thì cái nhiệt giá trị chuẩn tại điểm đo ví dụ trong trường hợp này là 16 độ C. Rồi, cái thứ hai nữa là giá trị đo được trên cái nhiệt kế mà chúng ta hiệu chuẩn. Vậy thì chúng ta sử dụng cái nhiệt kế đó, chúng ta sẽ đo cái nhiệt độ của cái vị trí đó. Vậy thì mặc dù điều hòa của chúng ta đang thiết lập là 16 độ C, nhưng khi chúng ta dùng cái nhiệt kế đo thì nó có thể là 16 độ C, 17 độ C, 18 độ C, 19 độ C, vân vân và vân vân. Thì lúc thời điểm đó chúng ta đo bao nhiêu thì chúng ta sẽ nhận cái giá trị đo đó. Vậy bây giờ tôi lại ví dụ là 17 độ C đi. 17 độ C. Vậy thì giá trị chuẩn là 16 độ C và giá trị đo được là 17 độ C. Rồi sau đó, sau hai cái điểm nhiệt độ đó đó thì chúng ta cần phải xác định tiếp đó là gì? Là cái sai số của cái thiết bị đó là bao nhiêu, và độ không đảm bảo đo của phép đo tại điểm đó là bao nhiêu. Vậy thì cái sai số cho phép của cái thiết bị đó đó sẽ do nhà sản xuất quy định. Ví dụ như người ta ấn định là sai số cho phép là 0,5 độ C. Còn cái độ không đảm bảo đo của phép đo tại cái điểm đó đó thì sẽ do chúng ta tự ấn định với nhau. Ví dụ như là 0,1, 0,2 độ C. Vậy thì khi mà chúng ta có được bốn cái chỉ số về X là giá trị chuẩn, Y là giá trị đo được, E là sai số của thiết bị do nhà sản xuất ấn định, và U là độ không đảm bảo đo của phép đo tại cái điểm đó đó, thì chúng ta sẽ có những cái cặp để chúng ta so sánh. Đó là chúng ta có cái cặp khoảng giá trị tin cậy, tức là Y trừ U kéo đến Y cộng U, và chúng ta có giới hạn trên và giới hạn dưới của giá trị đo trên cái thiết bị đó, tức là X cộng E và X trừ E. Rồi sau đó chúng ta đem so sánh cái Y trừ U đến Y cộng U với cái cặp là X trừ E đến X cộng E. Nếu như nó nằm Y trừ U đến đến Y cộng U mà nằm trong khoảng X trừ E và X cộng E đó, thì cái thiết bị hiệu chuẩn có độ chính xác thỏa mãn sai số cho phép là E. Còn ngoài cái trường hợp mà nó nằm trong khoảng này ra thì nó sẽ có hai cái trường hợp cơ bản nữa, đó là nó hoàn toàn nằm ngoài cái khoảng này, và nó nằm không nằm hoàn toàn trong cái khoảng này. Thì mỗi cái trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ có cả cái biện giải về độ chính xác hay là độ không chính xác của cái thiết bị so với sai số E. Thì cái này tôi đã để ở trên màn hình và quý đồng nghiệp có thể tham khảo. Vậy thì chúng ta chỉ cần đem cái giá trị đó và chúng ta so sánh thì chúng ta sẽ biết được cái thiết bị của chúng ta đã được hiệu chuẩn, và sau khi hiệu chuẩn đó nó có độ chính xác thỏa mãn cái sai số cho phép được ấn định bởi nhà sản xuất hay là không. Và khi mà thiết bị của chúng ta được hiệu chuẩn xong rồi thì cái thiết bị đó mới đảm bảo cái tiêu chuẩn để đi vào đánh giá độ đồng đều về nhiệt độ. Vậy thì các yêu cầu về đánh giá độ đồng đều nhiệt độ ở trong kho nó là gì? Đó là nếu như mà chúng ta đánh giá độ đồng đều nhiệt độ ở trong kho thì nó sẽ phải cung cấp được một cái bảng đồ nhiệt độ của kho và nhiệt độ tại các vị trí khác nhau ở trong kho của chúng ta. Chúng ta cung cấp được cái độ ổn định, độ đồng đều nhiệt độ của kho. Độ ổn định nó đáp ứng, đó là độ ổn định nhiệt độ theo thời gian.
Còn độ đồng đều là độ đồng đều nhiệt độ theo không gian của cái kho đó. Vậy thì rõ ràng là chúng ta sẽ có được vào các cái thời điểm khác nhau và vào các cái vị trí khác nhau của kho thì nó có đảm bảo ổn định và đồng đều về nhiệt độ hay là không. Và chúng ta sẽ biết được cái chỉ vị trí cần giám sát nhiệt độ, đó chính là các cái vị trí có biến động nhiệt độ cao và các vị trí có biến động nhiệt độ gần vượt ngưỡng cho phép. Và chúng ta cần phải có những cái biện pháp để can thiệp để làm sao mà lưu ý ở những cái vị trí có biến động nhiệt độ hoặc là gần vượt ngưỡng cho phép này như thế nào. Và chúng ta sẽ có được những cái con số để rồi chúng ta biết được cái vị trí nào là không nên bảo quản các cái thuốc bị ảnh hưởng lớn bởi nhiệt độ và ẩm độ, ví dụ như là vaccine. Và một điểm nữa là nếu chúng ta thực hiện đánh giá độ đồng đều nhiệt độ thì chúng ta có thể trả lời được cái câu hỏi là thời gian tối đa có thể bảo quản khi bị mất điện. Thì đó là một vài cái yêu cầu để chúng ta thực hiện đánh giá độ đồng đều về nhiệt độ. Vậy thì thiết bị đánh giá độ đồng đều về nhiệt độ như lúc này thì tôi cũng đã nói rồi ha, đó là nhiệt kế và chắc chắn là nhiệt kế đó sẽ phải hiệu chuẩn và phải phủ được cái dải nhiệt độ của kho. Rồi thông thường á, là một cái mà quý đồng nghiệp hay thắc mắc đó là chúng ta nên cài đặt thời gian ghi nhiệt độ là bao nhiêu, thì cái này á nó có thể là từ 1 cho đến 15 phút một lần. Nó tùy vào cái khả năng đáp ứng về dung lượng lưu trữ của thiết bị ghi của chúng ta. Nếu như mà nó lớn thì có thể là 1, 2, 5, 10. Nhưng mà thông thường thì chắc có lẽ là chúng ta nên chọn là 15 phút đi. Bởi vì nó sẽ phù hợp và thường cái dung lượng nó cũng sẽ phù hợp với cái thời điểm là 15 phút một lần. Và nhớ cho rằng là phải được hiệu chuẩn ít nhất 3 điểm nhiệt độ ha. Và thông thường sai số cho phép thì khoảng từ là cộng trừ 0,5 độ C đối với từng điểm. Rồi ạ. Và bây giờ xin được cung cấp đến quý vị đồng nghiệp một cái quy trình gồm có các bước để quý vị đồng nghiệp có thể tham khảo trong việc quá trình đánh giá độ đồng đều về nhiệt độ, gồm có xây dựng đề cương về đánh giá, tiến hành đánh giá độ đồng đều, báo cáo đánh giá và thực hiện các khắc phục và phòng ngừa đánh giá lại sau khi khắc phục. Vậy thì đối với cái đề cương về đánh giá độ đồng đều thì trên màn hình của tôi đang hiển thị đây, qua trong tài liệu đã cung cấp đến quý đồng nghiệp, thì chúng ta sẽ thấy rằng một cái đề cương đánh giá độ đồng đều nó sẽ gồm có những cái phần cơ bản như thế nào, và chúng ta có thể bám theo cái đề cương này để chúng ta thiết lập được cái đề cương để đánh giá độ đồng đều của chúng ta ha quý đồng nghiệp. Và xin phép được lướt qua cái phần này về chúng ta sẽ tham khảo sau. Thứ hai là chúng ta bắt đầu vào tiến hành đánh giá độ đồng đều. Vậy thì để tiến hành đánh giá độ đồng đều thì xin được sơ lược về 10 bước. 10 bước. Bước thứ nhất là phải chọn thiết bị ghi nhiệt. Vì thiết bị ghi nhiệt này như lúc này tôi đã cung cấp thì về hiệu chuẩn đã làm sao, giải nhiệt độ như thế nào, sai số cho phép nên là bao nhiêu, tần suất ghi nhiệt độ là bao nhiêu phút thì cái này đã được cung cấp rồi. Tuy nhiên chỉ xin thêm một cái phần để cung cấp cho quý đồng nghiệp, đó là trong trường hợp nếu như chúng ta tiến hành đánh giá thì chúng ta nên lựa chọn cùng một loại thiết bị để thống nhất về thông số của nhà sản xuất. Chúng ta đừng nên coi như là cố gắng tiết kiệm hoặc là tiết kiệm thì là tốt thôi, nhưng có thể nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả đo của chúng ta. Cho đó tốt hơn là chúng ta nên đồng bộ về thiết bị đo. Và sau khi chúng ta chọn được cái thiết bị ghi nhiệt rồi thì chúng ta sẽ chọn nhóm nhân sự để đánh giá. Cụ thể ở đây là nếu là khoa dược của chúng ta thì nhân sự nào sẽ tham gia vào cái việc đánh giá này. Nếu không phải là khoa dược của chúng ta thì chúng ta thuê ngoài, thì hoặc là nhờ sự giúp đỡ của cái dịch vụ bên ngoài, thì dịch vụ đó là gì thì đó là bước số 2. Sau đó thì chúng ta sẽ khảo sát cái điểm đánh giá của chúng ta. Khảo sát này bao gồm chiều rộng, chiều dài, chiều cao của kho chúng ta, các pallet, thùng kệ để tượng trưng để thay thế cho thuốc bảo quản, để từ đó chúng ta có thể đánh giá độ ổn định về nhiệt độ. Sau đó thì chúng ta xác định các cái khu vực nóng lạnh của chúng ta, ví dụ như là quạt chân nó nằm ở đâu, máy lạnh ở đâu và hệ thống thông gió nó đang ở cái vị trí nào ở trong cái khu vực của chúng ta, và cuối cùng là vị trí của thiết bị ghi nhiệt độ hiện tại. Đó thì đây là chúng ta các cái phần phần mà chúng ta cần phải khảo sát. Sau đó thì chúng ta cần phải thiết lập tiêu chí chấp nhận, có nghĩa là ở trong cái kho của chúng ta thì cái nhiệt độ bao nhiêu, cái khoảng nhiệt độ bao nhiêu sẽ là cái khoảng chúng ta chấp nhận
Ví dụ như là ở kho bảo quản thông thường thì nó là 15 đến 30, hay là chúng ta muốn là 10 15 đến 25, hay là chúng ta muốn 20 đến 25, thì đó là cái thiết lập của chúng ta, hoặc là những cái khu vực khác ví dụ như bảo quản mát vân vân và vân vân, thì bắt buộc chúng ta phải thiết lập cái tiêu chí chấp nhận. Và nhớ cho rằng chúng ta cần phải đo cái thời gian đóng mở cửa, và chúng ta cần phải biết được tần suất đóng mở cửa. Bởi vì trong cái yêu cầu bảo quản á, một cái kho thì chắc chắn rằng là sẽ có sự đi ra đi vô, ví dụ như là để vận chuyển thuốc, ví dụ như để cấp phát thuốc, để lấy thuốc và để hoạt động bảo trì bảo dưỡng vân vân, thì rõ ràng là cái cửa của kho chắc chắn sẽ phải mở ra mở mở vô vòng một vài cái trường hợp như vậy. Thì trong trường hợp như vậy thì cái nhiệt độ trong cái kho khi mà nó mở ra mở vô như vậy nó có được duy trì đảm bảo hay là không, và tốt hơn hết thì nhiệt độ phải duy trì khi mở cửa tối đa đến 30 phút. Tối đa đến 30 phút. Do đó chúng ta cần phải đo thời gian đóng mở cửa và tần suất, để rồi chúng ta có thể chứng minh được cái tần suất đóng mở cửa như vậy, cái thời gian đóng mở cửa như vậy thì nhiệt độ của chúng ta có được đảm bảo hay là không. Và bước tiếp theo đó là bước xác định các điểm đặt data logger để đánh giá độ đồng đều. Lúc này thạc sĩ Danh có nói rằng là đến phần của tôi thì tôi sẽ nói giúp rõ hơn cho các quý đồng nghiệp về các cái vị trí đặt. Tuy nhiên thì thời gian của chúng ta cũng có hạn, và cái này thì trong trong bài của thạc sĩ Danh á, cục tài liệu cung cấp đến, thì tôi cũng đã thấy là thạc sĩ Danh đã đánh dấu những cái vị trí cần để đặt. Và nếu như các quý đồng nghiệp có thể muốn nữa thì chúng ta có thể tham khảo cái tài liệu hướng dẫn của WHO liên quan đến thực hành tốt bảo quản thuốc và đánh giá độ đồng đều nhiệt độ ở trong kho. Và chúng ta sẽ xác định được các cái vị trí đặt nhiệt kế của chúng ta. Nhưng mà nếu mà nói một cách chung chung nhất thì chúng ta sẽ thể thấy được rằng là ở trong một cái kho của chúng ta thì sẽ có bốn cái bề mặt cơ bản. Mỗi cái bề mặt cơ bản như vậy thì theo chiều cao á, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có 3 điểm đặt nhiệt kế. Vậy thì bốn mặt với 3 điểm đặt cho mỗi mặt như vậy thì rõ ràng chúng ta sẽ có 12 cái điểm nhiệt kế. Và cái đường chéo đường giao nhau giữa cái kho đó là thêm một cái điểm đặt nữa. Thì thông thường để đánh giá độ đồng đều về nhiệt độ thì khoa dược của chúng ta phải chuẩn bị ít nhất là 13 cái nhiệt kế. Còn lại cái vị trí đặt như thế nào hoặc là cụ thể đang làm sao thì quý đồng nghiệp có thể tham khảo thêm. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành ghi nhiệt độ tại mỗi điểm, và chúng ta sẽ phải dán nhãn cho từng cái đầu dò để chúng ta có thể ghi nhận được kết quả và truy dấu vết mà cho từng cái điểm đo đó một cách phù hợp. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thực hiện đánh giá thôi. Vậy thì thông thường nó không có quy định là chúng ta nên đánh giá đồ đồng điều này trong bao lâu, nhưng mà có thể được đề nghị quý đồng nghiệp nếu như cái kho của chúng ta thì chúng ta có thể đánh giá ở trong 1 tháng, cả cái kho lạnh thì có thể là 7 ngày, cả cái tủ nhiệt thì chúng ta có thể làm từ 24 đến 72 giờ hoặc là hơn hơn nữa, và tùy vào cái khả năng của chúng ta thì chúng ta có thể cân nhắc từ 7 cho đến 1 tháng để có thể thiết lập cái đánh giá độ đồng đều tại kho của chúng ta. Và cuối cùng là chúng ta dán đầu dò nhiệt độ vào các vị trí đó và chúng ta tải dữ liệu, và sau đó thì chúng ta tiến hành phân tích dữ liệu. Về tiến hành phân tích dữ liệu á, thì chúng ta sẽ phải lưu ý đến cái phân tích biến thiên về nhiệt độ. Tức là gì ạ? Là như lúc này tôi có nói với quý đồng nghiệp là chúng ta có 13 cái điểm đặt đầu dò đúng không ạ? Thì 13 điểm đặt đầu dò đó nó sẽ có những cái biến thiên này. Đó là biến thiên do các đầu dò khác nhau. Tức là 13 cái đầu dò đó đó, 13 cái nhiệt kế đó sẽ có 13 cái vị trí đó, và chắc chắn nó sẽ có biến thiên tại 13 cái vị trí đó. Hoặc là biến thiên theo chiều dọc hoặc là theo chiều ngang của cái kho, hoặc là biến thiên tại cái vị trí mà gần điểm nóng lạnh, ví dụ như là gần hồng gió, gần nhiệt nhiệt điều hòa nhiệt độ, so với cái điểm xa nhất của cái những cái nguồn này thì chúng ta cũng cần phải kiểm soát. Và sau đó thì chúng ta sẽ phải phân tích điểm nhiệt cao nhất và điểm nhiệt thấp nhất, điểm nhiệt nóng nhất và điểm nhiệt lạnh nhất, để rồi từ đó chúng ta đưa ra được những cái can thiệp cho nó phù hợp đối với cái kho cũng như là cái vị trí bảo quản ở trong kho của chúng ta. Và cuối cùng thì cũng xin được lưu ý quý đồng nghiệp một cái, đó là chúng ta sẽ cần phải có một cái điểm nhiệt, lưu ý đến cái điểm nhiệt trung bình nữa.
Ví dụ tôi lấy một cái ví dụ như thế này này quý đồng nghiệp, chúng ta đang có 13 cái vị trí đặt nhiệt kế đúng không ạ? Thì một cái nhiệt kế một cái đầu dò như vậy sẽ ghi 15 phút một lần, 15 phút một lần. Vậy thì một tiếng cái đầu dò đó sẽ ghi 4 lần. Ví dụ như một ngày làm việc của chúng ta đi, một ngày làm việc của một ngày của cái nhiệt nhiệt kế đó là làm việc sẽ là 24 tiếng. 24 tiếng thì có phải đang là một một ngày mỗi cái đầu dò đó nó sẽ lấy 4 nhân 24 tức là khoảng 96 lần cái dữ liệu về nhiệt độ. Vậy thì rõ ràng là 46 96 lần đó đó thì nếu như chúng ta lấy để mà chúng ta phân tích thì chúng ta cũng cần phải lưu ý đến cái điểm nhiệt trung bình, tức là vào các cái thời điểm khác nhau trong một ngày tại một cái điểm đó, hoặc là điểm nhiệt trung bình tại các điểm khác nhau ở cùng một thời điểm, ví dụ 13 cái đầu giờ đó vào một cái thời điểm ví dụ 10 giờ sáng nó như thế nào, thì lúc đó chúng ta sẽ phải tính ra cái điểm nhiệt trung bình. Thì trên đây là một vài cái thông tin liên quan đến kiểm tra, giám sát, hiệu chuẩn và đánh giá độ đồng đều nhiệt độ ở trong kho. Ngoài ra thì chúng quý vị đồng nghiệp cũng có thể áp dụng cái nguyên tắc này để đánh giá độ đồng đều của tủ nhiệt. Nó chỉ khác cái điểm đó là chúng ta chỉ có thường thường chúng ta chỉ có ba cái điểm đặt đầu dò ở trong cái tủ nhiệt thay vì là 12 hoặc là 13 cái điểm đặt đầu dò trong kho thuốc của chúng ta. Rồi ạ. À, vậy thì như vậy thì tôi đã được trình bày xong cái phần các cái lưu ý khi triển khai GSB tại khoa dược của các cái cơ sở khám chữa bệnh để làm sao đảm bảo được cái quá trình bảo quản và cấp phát tối ưu ở trong khoa dược của các bệnh viện, từ đó tránh thất thoát cho bệnh viện. Và xin một lần nữa trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý đồng nghiệp, và nếu phần trình bày có gì chưa được rõ thì chúng tôi rất là sẵn lòng để trao đổi với quý đồng nghiệp để chúng ta ngày càng hoàn thiện hơn nữa các cái công tác về nghiệp vụ dược cũng như quản lý dược ở trong các cái bệnh viện. Và một lần nữa thì xin cảm ơn chủ tọa thầy Luyến và cô Mai đã cho tôi có cái điều kiện được báo cáo đến quý đồng nghiệp. Xin cảm ơn thạc sĩ Danh đã có một cái phần trình bày rất là hay, làm nền tảng cho cái phần trình bày sau của tôi, và xin được cảm ơn công ty Novartis cũng như là công ty GSK đã tài trợ để có thể lan tỏa những cái kiến thức bổ ích cùng nhau học hỏi giúp cho cái công tác giữa bệnh viện ngày càng tốt hơn. Và xin phép được kết thúc bài trình bày tại đây. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn cô Yến về chúng ta vừa mới nghe.